Bí ẩn về cậu bé đến từ sao Hỏa. Cậu bé người Nga tên là Boriska tự cho rằng mình đến từ sao Hỏa. Cậu có thể kể tường tận lịch sử của các hành tinh cũng như lịch sử cổ đại và tình hình hiện tại trên trái đất. Một nhóm nghiên cứu đã được cử đến nhà Boriska và cậu bé kể cho mọi người nghe về cuộc sống trên sao Hỏa. Cậu kể về cư dân, các chuyến bay của họ đến trái đất và các hành tinh khác và về đất nước cổ đại trên trái đất Lemuria vì cậu đã đáp xuống đó từ sao Hỏa. Theo lời kể của mẹ Boriska, cậu biết đọc từ khi 18 tháng tuổi và biết vẽ khi lên 2. Boriska cũng thường xuyên kể cho bố mẹ nghe về cuộc sống trước đây trên sao Hỏa và rằng thực tế sao Hỏa có người ở nhưng do một thảm họa khủng khiếp mà nơi này mất tầng khí quyển và hiện phải sống ở thành phố dưới lòng đất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!